Thưa quý vị, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 2021, tháng nhân đạo chính thức trở thành sự kiện đặc biệt vào tháng 5 hàng năm. Tháng kỷ niệm ngày chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Qua 3 năm triển khai, tháng nhân đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và lan tỏa các giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, hỗ trợ cho hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Từ mỗi trái tim chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái chính là chủ đề của tháng nhân đạo năm nay, cũng là chủ đề của chuyện hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, các hoạt động tháng nhân đạo diễn ra năm 2023 đang được triển khai sôi nổi trong cả nước. Mỗi người, mỗi địa phương có cách làm riêng, mô hình riêng, nhưng đều mang lại ý nghĩa thiết thực cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hai năm nay, chưa bao giờ bà Hương lỗi hẹn với bếp ăn của trường dân lập dạy trẻ Cấm Điếc Hà Nội vào mỗi dịp cuối tuần. Cẩn thận, tỉ mỉ, chuẩn bị các món ăn nhưng không phải cho gia đình mà cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố. Thì là mình nghĩ là đấy là cái tâm của mình thôi. Cái tâm và cái những cái mình thả làm thế là mình thấy là rất vui và cảm thấy là khỏe ra. Cái nóng như đổ lửa của tháng 5 cộng với không khí hầm hập từ ngọn lửa trong bếp ăn đều không làm nản lòng các thành viên chương trình suất ăn miễn phí. Cấp tập nhưng nhịp nhàng để kịp thời cho ra lò những suất ăn ngon, chất lượng. Niềm vui của người nhận là động lực để giúp các thành viên giữ cho bếp ăn miễn phí luôn đỏ lửa. Rất là vui vì mình cũng đã góp một phần nhỏ bé của mình vào trong cộng đồng để chung tay góp sức vào giúp cho những cái hoàn cảnh trong các bệnh viện vơi đi bớt đi những cái nhọc nhằn khó khăn. Có những bếp mà đầu tiên thì chỉ có 2-3 người thôi. Và bây giờ thì hàng ngày có những cái bữa cơm có thể lên đến mười mấy người làm một cái bữa cơm như thế. Và sau đó thì lại xuống đến bệnh viện và trao cho tận tay cho bệnh nhân. 50.000 suất ăn đã đến với bệnh nhân nghèo là kết quả bước đầu từ chương trình suất ăn miễn phí của Hội chữ thập đỏ Hà Nội triển khai sau 2 năm. Giá trị vật chất dẫu chưa nhiều nhưng kèm theo những suất ăn đó còn là tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng để tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị. Ăn ngon đấy. Thôi cho chúng tôi bệnh nhân bữa cơm, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan, các doanh nghiệp rồi người dân trên địa bàn tiếp tục chung sức, đồng lòng hỗ trợ với lại Hội chữ thập đỏ thành phố để chúng ta chuyển đến những cái suất cơm vừa đầy đủ dinh dưỡng, như ấm tình người đến bệnh nhân nghèo. Vâng, thương người như thể thương thân, đạo lý ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân đất Việt và được trao truyền như một món quà quý báu từ đời này sang đời khác. Từ tháng nhân đạo hàng năm, phong trào người tốt việc thiện đã phát triển mạnh mẽ. Mỗi người làm việc tốt, không kể lứa tuổi, nghề nghiệp, từ đó kết thành một cộng đồng nhân ái. Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Đất nước Việt Nam không chỉ đẹp với đại ngàn xanh thẳm, biển sóng giặt rào, lũy tre xanh, mái đình làng in đậm ký ức, mà những trái tim Việt Nam đôn hậu nhân ái được ví như bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Tại tỉnh Đồng Nai, có một người cha có hơn 100 người con, tất cả không phải máu mủ ruột già. Có khi để bé dục ở trong vườn cây, có khi bé bỏ cái cửa máy ấm, hy sinh luôn cả một tuổi xuân, hy sinh hết một sức khỏe của con người để làm tất cả những công việc mà cảm thấy có tiền thì làm nuôi con. Hy sinh bản thân vì niềm vui và hạnh phúc của mọi người, đó là cách để ông Trương Văn Kiêm chọn làm lẽ sống của mình. Dù chỉ là một lão nông chân chất, nhưng ông Kiêm cùng hội lão nông từ thiện của mình đã xây nhà miễn phí suốt 20 năm qua. Gần 600 căn nhà là thành quả từ tấm lòng thảo thơm của ông. Thứ nhất là những người hoàn cảnh rất khổ, thứ hai là mồ côi. Thấy những cái mảnh đời bất hạnh mà người ta lo không được, mình lo được cho người ta là tôi mừng.
Thương người như thể thương thân, đạo lý ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân đất Việt và được trao truyền như một món quà quý báu từ đời này sang đời khác. Những em nhỏ dù mới ở độ tuổi đi học nhưng đã biết làm những điều tốt mỗi ngày. Hồi lớp 1 là bạn có ai chơi, tại vì là ai cũng chơi, chẳng bạn không đi được là mấy bạn đã xa lấy cháu thầy thiếu mặt trận. Tiếp nối các thành công từ phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái đã đạt được, tháng nhân đạo năm 2023 phấn đấu vận động được ít nhất 400 tỷ đồng để trợ giúp 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên ngư dân nghèo, khó khăn và trẻ em nghèo, khuyết tật sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Để tháng nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm hoạt động nhân đạo, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ, văn minh, trang chứa tình người. Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trở thành một bông hoa đẹp tỏa ngát hương thơm của lòng tốt, từ đó trở thành một cộng đồng nhân ái, một xã hội tử tế, đùm bọc, yêu thương.